Chào mừng các bạn đến với chuyên mục K-Challenge, nơi chúng mình chấp nhận những thử thách đến từ cartoon thế giới hình. Và ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đến với một thử thách rất là hấp dẫn mang tên Ghi điểm cùng GGO. Và anh xin được giới thiệu những người bạn của anh, đó chính là anh Cuba, tất nhiên là anh đánh Milo rồi nhá. Và một người bạn nữa không xuất hiện ở trong phần giới thiệu ngày hôm nay. Và không để các bạn phải chần chừ lâu nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với phần thực hiện thử thách. Let's begin! Luật chơi của thử thách ngày hôm nay vô cùng đơn giản. Với cầu thủ Dynamo cũng như là một tấm khung thành được chia lưới các điểm từ 2 đến 8 điểm, mỗi một người chơi sẽ có 5 lượt đá. Làm thế nào để sau 5 lượt đá chúng ta phải giành được tối thiểu là 20 điểm? Vô cùng đơn giản đúng không? Và người giành chiến thắng ở thử thách ngày hôm nay sẽ nhận được một cúp. Cúp không nhỉ? Giành được một cúp vô địch với hình ảnh là cầu thủ Mai. Ok, không để các bạn phải chần chừ lâu nữa, chúng ta hãy cùng đến với thử thách luôn và ngay nhé. Vâng, và sau 5 lượt chơi thì rất tiếc là không một ai đã giành đủ 20 điểm để vượt qua cái thử thách do cartoon thế giới hình ngày hôm nay đưa ra. Tuy nhiên thì anh rất là hy vọng tất cả các bạn nhỏ xem những cái video clip này thì các bạn hãy cùng anh vượt qua thử thách ngày hôm nay bằng cách là gửi clip mình tham gia thử thách đá 5 lần vào trong khung thành chia điểm như này. Và bạn nhỏ nào đạt được 20 điểm thì hãy đến ngay với cartoon thế giới hình để nhận ngay một cúp vô địch. Rất đơn giản phải không nhỉ? Và hẹn gặp lại các bạn ở những cái chuyên mục K-Challenge lần sau. Xin chào. Các em hãy like và subscribe kênh cartoon thế giới hình nhé.